quả nhất, giúp giải thích và đáp ứng các nhu cầu cụ thể trong quá trình tồn tại và phát triển của con người. Nó có thể hình thành một cách tự nhiên thông qua giáo dục rèn luyện của con người. Đó là những kỹ năng thuộc về tính cách, không mang tính chuyên môn nhưng cực kỳ cần thiết trong mọi trường hợp và mọi hoàn cảnh và mọi lứa tuổi. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh bắt đầu từ việc cung cấp kiến thức và rèn cho các em kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống, thói quen và kỹ năng học tập, làm việc, kỹ năng hoạt động xã hội, kỹ năng tự phòng vệ, bảo vệ bản thân trước những tác động nguy hiểm. Đối với học sinh tiểu học chúng em, việc hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của chúng em sau này. Thưa quý vị và các bạn, để có tư liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, các bạn đồng nghiệp và các bậc cha mẹ học sinh có thể truy cập khai thác nguồn tài liệu hết sức phong phú trong thư viện điện tử của ngành giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều. Những tài liệu về mang tính giáo dục kỹ năng sống trong thư viện điện tử giúp các em nhỏ chuẩn bị kỹ năng sống tốt nhất cho hành trang và đời của mình. Với những câu chuyện về tuổi thơ vui tươi, mở ra đôi cánh ước mơ trong thế giới huyền ảo kỳ diệu, gieo hạt giống tâm hồn, dẫn dắt các em học tập và nắm bắt những kỹ năng và đủ để các em biết, chú ý, rèn luyện, ứng xử và giao tiếp trong trường học, ở nhà và ở nơi công cộng. Mỗi câu chuyện trong các cuốn sách đều chứa đựng những kỹ năng sống và những kiến thức bước vào đời, trưởng thành, hướng các em đến những giá trị trong cuộc sống, từ đó giúp các em trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội mai sau. Không chỉ cùng chúng em rèn luyện kỹ năng sống, những cuốn sách này còn ghi lại những nội dung gắn liền với tuổi thơ đáng yêu, trong sáng. Những cuốn sách là những trải nghiệm thú vị mà sau khi đọc, chúng em sẽ thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Có thể xem cuốn sách giống như một cuốn cẩm nang thu nhỏ tuổi thơ của chúng em. Ở đó, em có thể xây dựng cho mình những ý tưởng hay, những thói quen tốt, loại bỏ đi những thói quen xấu, rèn luyện nghị lực cho bản thân, được tiếp nhận những phương pháp học tập hiệu quả, tiếp thêm sự tự tin trong cuộc sống. Các câu chuyện đều được kết hợp với những hình vẽ màu sinh động, tạo hứng thú cho chúng em khi đọc sách và học tập. Nội dung câu chuyện rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, cùng những ngôn ngữ hàm xúc, giàu tính tư duy, gợi mở trí tưởng tượng của chúng em. Chúng con chào cô ạ. Cô chào các con. Cô ơi cô, hôm nay thư viện trường mình có nhiều sách mới cô nhỉ? Đúng rồi các con ạ, trường mình mới được phòng giáo dục và đào tạo thị xã mới trang bị thêm những cuốn sách mới hay và bổ ích. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con tìm sách mới từ nguồn thư viện điện tử của ngành giáo dục đào tạo thị xã nhé. Cô ơi, cô có thể hướng dẫn chúng con về nội dung của cuốn sách này được không ạ? Các con ạ, đây là bộ sách Kỹ năng sinh tồn cho trẻ của tác giả Hàn Phương, dịch giả Havilen, do nhà xuất bản Dân Trí phát hành ngày 18 tháng 5 năm 2015. Tập 4 của bộ sách có tựa đề Những cạm bẫy ngoài đường phố. Bộ sách này tổng hợp kiến thức kỹ năng sinh tồn dành cho lứa tuổi của các con, đề cập đến tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các con trong mọi khía cạnh đời sống xã hội hiện tại ngày nay, với rất nhiều tình huống bất ngờ, khẩn cấp và nguy hiểm được lưu tỏa dưới hình thức hình tranh minh họa. Bộ sách này mang đến cho các con những kiến thức đúng đắn với những kiến thức phòng tránh hiệu quả nhất. Các con sẽ cảm thấy thoải mái và tiếp thu một cách vui vẻ hơn 100 biện pháp ứng phó với những lưu ý thực hiện trong bộ sách này, đồng thời có thể xây dựng cho mình những ý thức tự bảo vệ, tâm lý bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, qua đó tự giải thoát cho mình thành công, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày nay tiềm ẩn những nguy cơ làm cho các con có thể bị tai nạn, thương tích, bị lạm dụng và bị xâm hại. Các con thân mến, bộ sách Kỹ năng sinh tồn cho trẻ, tập 4 của bộ sách có tựa đề Những cạm bẫy ngoài đường phố mà cô vừa giới thiệu với các con ngày hôm nay, giống như người bạn, người thầy dành riêng cho các lứa tuổi của các con, giúp các con có thể thêm những kiến thức cơ bản, bổ ích, giúp các con tự tin hơn, vững bước trong cuộc sống. Cô mong các con hãy dành thời gian đọc và suy ngẫm cuốn sách thú vị và bổ ích này nhé. Và các con hãy giới thiệu cho các bạn cùng đến tìm đọc cuốn sách này qua địa chỉ aleza.com, tài khoản phòng giáo dục viết tắt Đông Triều.Quảng Linh, ak
a@moriet.edu.vn, mật khẩu là dt123456. Chúng con cảm ơn.